Vâng, thì video trước em đã khui hộp review qua cho mọi người về cái sản phẩm Pontus 15TH rồi. Thì video này chúng ta sẽ cùng nhau đi lắng nghe thử một đoạn hoặc là một vài bài qua cái sự thể hiện của Pontus nhé. Thì ở đây cấu hình em dùng như sau, là một chiếc âm ly đèn của Kain đánh với cái đôi loa DIN Audio X38 mọi người nhé. Và nguồn phát thì đây em sẽ dùng là từ điện thoại này. Đấy, điện thoại em sẽ cắm vào đường USB nhé. Đấy, quay vào đây để cho mọi người dễ nhìn này. Đấy, rất là đơn giản thôi, em sẽ dùng từ điện thoại cắm vào đường USB của con DAC nhé. Và lát nữa thì em sẽ test bằng cả cái đường cổng quang từ TV xuống để cho mọi người có những cái nhận xét khách quan nhất, và cái nguồn nhạc chúng ta cũng không quá là phức tạp cầu kỳ. Còn nếu mà nhạc mà từ music server hoặc những cái nguồn nhạc DSD tốt hơn thì nó sẽ còn thể hiện tốt hơn rất nhiều. Đầu tiên là em test bằng phần mềm Tidal, Tidal mọi người nhá. Đấy. Thì cái bài này là bài Đừng Xa Em Đêm Nay. Đấy. Ở bên kia thì người ta đang xây dựng, người ta gõ có thể là nó hơi ồn một chút thì mọi người thông cảm giúp em nhé. Đấy. Đầu vào là USB nhá. Và xin mời mọi người. Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay đêm dần dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya lắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh đang cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Lắng nghe nhịp đập con tim dù em giấc ngủ yên. Đời em vẫn lặng và anh đã đến như ngọn nến trong băng đêm, nến trong băng đêm soi vào tim em. Nhưng nhạc mà tải về rồi nhé.
thử bài một bài nào đó đi mà. Thử nhạc đi đi cho mọi người nhé. Bài là đi 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 64 mọi người nhé. Throw flowers on the window, to the sawdust on the floor, to the history hanging round your home. Hear the music from the door, as old heaven's halls await you, with the Lord's arms open wide, as he welcomes you as you did us. So many nights inside, in your elegant attire, how you put us all to shame, with a welcome that would warm the heart when near a stranger came. How you keep the candles burning, have the fire stoked up well, and you'd float among the tables with your story for to tell. The musicians they be playing, the piano or guitar, singing songs in different styles to keep them walking to the bar. From the flowers on the window, to the sawdust on the floor, to the history hanging round your home, hear the music from the door, as old heaven's halls await you, with the Lord's arms open wide, as he welcomes you as you did us. So many nights inside. Cho mọi người bằng nhạc đi đi, bây giờ thử bằng nhạc cổng quang trên tivi nhá. Đấy thì cái nguồn nhạc này nó chất lượng nó kém hơn một chút. Nhưng mà chúng ta có thể dễ tìm được cái bài hát này để chúng ta test. Mà bài gì bây giờ nhỉ? Giấc mơ Chappy cover. Đấy, em sẽ test cho mọi người bằng cái này nhá, bài này nhá. Chọn cổng quang. Chappy không còn cô đơn, không buồn,
Có nhận xét gì về cái chất âm của con Pontus 15TH này thì mọi người bình luận xuống phía dưới giúp em nhé. Đấy, vừa rồi em test bằng cái YouTube thì mọi người để ý không? Là cái nhạc YouTube thì nó chúng ta miễn phí không mất tiền đúng không? Nó kém hơn Tidan với DSD một chút đúng không? Tất nhiên là mất tiền nó phải khác. Rồi xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo nhé. Xin chào. Sao tự dưng nghe